rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chuyên mục Trái tim cho em tuần này. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện chương trình, chúng tôi luôn mong muốn sẽ có nhiều trái tim lỗi nhịp được hàn gắn để các em được trở lại với cuộc sống bình thường. Đã có rất nhiều những giọt nước mắt biến thành nụ cười và nỗi đau đã biến thành niềm vui. Sau đây sẽ là một câu chuyện như thế. Gần 80 tuổi, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, về già, nghệ sĩ guitar Hawaii Bùi Bạch Liên luôn gắn cuộc sống của mình với các hành trình từ thiện trong và ngoài nước. Và hôm nay, bà sẽ lại có một hành trình như thế. Bà gọi đây là một hành trình đặc biệt bởi nó là ước mơ của bà 8 năm về trước. Trong một lần xem được chương trình Trái tim cho em, một chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Nghệ sĩ Bùi Bạch Liên khát khao được đến gần hơn với các em, mang tiếng đàn đến xóa dịu những nỗi đau đớn rất dai dẳng và thấm thía. Hôm nay, bà có một hành trình đến với huyện Lạc Sơn, một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình, để thăm lại một bệnh nhi đã trải qua phẫu thuật được hơn 2 năm. Nhảy lên cân cho chú xem nào. Nhảy lên cân. Đúng rồi. À, cân nên mây gầy lên. Rồi, nhảy lên cân nha, bố giữ nha. Còn nhé. 17 cân à? Rồi, 17 cân. Sinh năm 2005 và dù năm nay đã 10 tuổi, ở cái lứa tuổi ấy, đáng lẽ Khánh có thể đi nương, làm dẫy như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Nhưng cuộc đời trớ trêu, số phận đã đẩy em vào bi kịch bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc đấy nó đi học ở dưới mầm non, là có cái đoàn về khám sức khỏe là phát hiện ra, thế là nhà trường báo. Lúc đấy thì gia đình khó khăn. Tôi chả biết làm thế nào cho chữa được bệnh cho con ạ. Mày có chương trình Trái tim hỗ trợ thì gia đình mới đi có khả năng để chữa được bệnh cho con ạ. Người ta đã tưởng cuộc sống của Khánh đã khép lại mãi mãi. Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, ngôi sao may mắn đã đến với gia đình. Phẫu thuật về cho nó khỏe thì nó học cũng khá thì tôi cũng cảm thấy vui ạ. Từ bước chân ô tô xuống nhìn thấy ngôi nhà của em nhỏ này, tôi đã thấy rất là xúc động, bởi vì ngôi nhà đó là ngôi nhà sàn mà cánh cửa cũng như là cũng không đủ che nổi cái sân gian nhà. Tôi rất là hạnh phúc khi thấy chúc mừng gia đình đã có một ca phẫu thuật thành công để em nhỏ nó phát triển bình thường như em khác. Một bản nhạc guitar Hawaii vang lên trong căn phòng chật chội, lộn xộn đồ đạc. Tiếng guitar như xóa dịu đi tất cả những nỗi đau trong quá khứ, để Khánh và gia đình cảm thấy cuộc sống đầy yêu thương và tốt đẹp. Là những người mà làm công tác trong tập đoàn viễn thông của đội chúng tôi thì cũng mong muốn là cái chương trình này sẽ nhân rộng và lan tỏa đến tất cả mọi người để toàn bộ thể các em nhỏ có không may mắn, có trái tim không được như mong muốn thì được phẫu thuật. Tôi cũng không biết nói gì hơn là rất là cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình tôi, cho cháu được mổ tim và có sức khỏe ổn định. Rất mong là có nhiều bạn được hỗ trợ như con nhà tôi. Khánh giờ có thể leo trèo, chơi đùa và vui vẻ như bất cứ đứa trẻ nào cùng trang lứa. Trong ánh mắt và nụ cười trong veo ấy là cả một niềm tin về một tương lai khỏe mạnh. Quan trọng hơn, em đã tìm được ước mơ của riêng mình, trở thành một bác sĩ giỏi để xoa dịu đi những nỗi đau bệnh tật và mất mát, những nỗi đau mà chính bản thân em từng gánh chịu. Tôi hy vọng rằng trong xã hội ta còn có nhiều cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, được bàn tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em có một trái tim khỏe mạnh, để em học hành bình thường như các trẻ em khác, để em bước vào đời tự tin và tự nuôi sống mình và đóng góp cho cộng đồng. Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống và bình yên đã trở lại với gia đình Khánh. Em tin rằng điều gì xuất phát từ trái tim cũng sẽ đến được với trái tim.
Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ và đồng cảm với những số phận bất hạnh là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Hành trình của nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ Bùi Bạch Liên đến với những trẻ em không may mắn mắc bệnh tim bẩm sinh cũng là hành trình của tình yêu thương và trách nhiệm làm người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi sự giúp đỡ, đồng hành của quý vị xin hãy gửi về chuyên mục Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.